Thưa quý vị, sáng nay nhân lễ giỗ lần thứ 83 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, mùng 4 tháng 7 năm 1941, mùng 4 tháng 7 năm 2024 âm lịch, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An do bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm trưởng đoàn đã dự lễ tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng dự lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Huyện ủy Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và thân nhân gia đình. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1910. Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, 16 tuổi, Nguyễn Thị Minh Khai đã vượt qua mọi sự cản trở của lễ giáo phong kiến, quyết chí dấn thân vào con đường cách mạng đầy chông gai. Từ năm 1926 đến năm 1929, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tham gia các tổ chức yêu nước và cách mạng như Tân Việt Cách mạng Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện đảng viên và có những đóng góp quan trọng cho phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Năm 1935, đồng chí được cử vào đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 tại Moscow. Sau đại hội được giới thiệu vào học tại trường Đại học Phương Đông Liên Xô của Quốc tế Cộng sản. Năm 1937, Nguyễn Thị Minh Khai về nước được phân công đến làm việc tại cơ quan xứ ủy Nam Kỳ và được Trung ương Đảng chỉ định giữ chức bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Tháng 7 năm 1940, khi đang cùng xứ ủy Nam Kỳ chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang, Nguyễn Thị Minh Khai sa vào tay giặc. Rạng sáng ngày 26 tháng 8 năm 1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đi xử bắn tại nhà thương giếng nước, nay là bệnh viện huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trước mũi súng quân thù, Minh Khai đã không cho chúng bịt mắt và hiên ngang hô vang khẩu hiệu Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng Đông Dương thành công muôn năm. Lý tưởng cao đẹp, phẩm chất kiên trung, đạo đức trong sáng giản dị của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai sẽ còn sống mãi với quê hương xứ Nghệ, với nhân dân Sài Gòn, gia đình, nay là thành phố Hồ Chí Minh, nơi chị đã cống hiến, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.